Dạ rồi, nhà vườn thân mời nhà mình ghé xem tham khảo giao lưu một cây bùm sụm trà Phúc Kiến nha. Cây này nó ở dạng cụm chung cốt. Có mã số là 597, hoành gốc ở đây. Hoành gốc ở đây mình đo được là 31, cây cao lên đến đầu thân chính ở đây là 26 nha. Đang nằm cái chậu nhựa nuôi lọt lòng là 22. Rồi cây này nhà vườn giao lưu nhanh dọn vườn là 250k bao ship nha. 250k bao ship. Nhà mình xem tham khảo luôn. K bao ship nha. Dọn vườn nhanh luôn, bùm sụm hay còn gọi là trà Phúc Kiến. Cái lá bùm sụm là nó có nhám nhám nha cả nhà. Nhưng mà nó không có khứa gai. À, mình có thể phân biệt cái lá bùm sụm với lại cái lá oro. Lá bùm sụm thì nó nhám nhưng mà nó ở theo cái dành lá là nó không có khứa gai, còn cái thằng oro là theo dành lá nó có khứa gai giống như quýt rừng nha. Rồi mã số 597, 250k bao ship dọn vườn cho cây bùm sụm trà Phúc Kiến này nha. Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn. Dạ rồi nhà vườn thân mời nhà mình ghé xem tham khảo giao lưu một phôi cẩm thị sống khỏe nha. Phôi này có mã số là 598, tổng hoành cụm nha. Tổng hoành là 68, cây cao là 80. Đang nằm cái bầu đất hiện tại là 48 x 30 nha. Rồi cây này nhà vườn giao lưu nhanh dọn vườn là 800k bao ship. Nhà mình xem tham khảo luôn nha. 800k bao ship cho cây này luôn. Cây này chung cốt nha. Form thiên nhiên sống khỏe. Tám trăm k bao ship, nhà mình xem tham khảo luôn. Rồi nhà vườn xin qua cái này luôn nha. Dạ rồi nhà vườn thân mời nhà mình ghé xem tham khảo giao lưu một phôi cẩm thị sống khỏe nha. Phôi này có mã số là 599, hoành gốc đo được là 68, cây cao 80 lên đến ngọn nha. Đang nằm cái bầu ươm hiện tại là 36 nhân cho 50. Rồi cây này nhà vườn giao lưu nhanh dọn vườn là 800k bao ship nha. 800k bao ship. Nhà mình xem tham khảo luôn. 800k bao ship. Đế đẹp luôn nha. À, phần này là phần khô lũ nha. À, nó cũng có sống nè, nó vẫn còn sống ở đây nha. À, phần này phần khô lũ này, cái da này thì nó vẫn còn sống này. Nè, mình cạo ra nó vẫn còn sống nha. Bên này thì thân sống bình thường. Cái này thì mình làm dáng này nó đẹp hơn nè. 800k bao ship rất chi là mềm luôn. Mã số là 599 nha. Đế nè. Cái này là mình dọn vườn nên có giá đó nha. Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn. Dạ rồi nhà vườn thân mời nhà mình ghé xem tham khảo giao lưu một cụm bằng lăng tím lá nhỏ sống khỏe luôn nha. Cụm này liền cốt luôn. Cụm này đã sống khỏe rồi thì vừa rồi em để tông cao đây, tông cao giờ em mới cắt ngắn lại đây, em mới cắt ngắn lại thôi đó. Đây này, cây sống khỏe lâu hết rồi, rễ rồi rất là nhiều nha. Đó, em để cao nhưng mà giờ em thích cắt ngắn lại, em giao lưu cho nó gọn. Rồi cây này có mã số là 600, tổng hoành là 92, tổng hoành cụm là 92 nha. Cây cao là 66 đến đầu thân chính kia. Đang nằm cái bầu ươm là 45 nhân cho 40. Rồi cây này nhà vườn giao lưu nhanh dọn vườn là 350k bao ship nha. 350k bao ship. Nhà mình xem tham khảo luôn.
cụm liền luôn nha. Rồi nha bà con, xin qua cụm này luôn. Dạ rồi nhà vườn thân mời nhà mình ghé xem tham khảo giao lưu một phôi cẩm thị lùng lực form thiên nhiên sống khỏe nha. À, rất là lực cây luôn này, thân cốt đặc luôn, rất là nặng luôn, cây này bê nặng luôn, một người bê cũng cống rống nha. Rồi cây này có mã số là 601 nha, 601. Hoành gốc ở đây mình đo được là 75, cây cao đến cái đầu thân chính ở đây mình đo được là 56. Bầu đất hiện tại là 45 nhân cho 38 nha. Cây này nhà vườn giao lưu nhanh, dọn vườn là 1,2 triệu bao ship. Đế đẹp luôn nha. Đế nè, đế rất là lực đế nha. Cái này làm form thiên nhiên là tuyệt vời rồi. Rất là lực cây. Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn nha. Dạ rồi nhà vườn thân mời nhà mình ghé xem tham khảo giao lưu một cây bạch mai rừng hay còn gọi là thành ngạnh đỏ ngọn nha. Cây này có mã số là 602, cây này mini thôi. Hoành gốc ở đây mình đo được là 12, cây cao đến đây là 35, đến ngọn đây là 35. Đang nằm cái chậu tàu, lọt lòng là 26 nha. Cây này thì mình giao lưu cả chậu luôn là 300k bao ship nha, cây mini. Rồi đây là cái ho của nó đây cả nhà. Đây. Đây ho của nó nè. Ho trắng phớt hồng nha. Đây nè. Đây. Còn ho vườn nhà nó nở nè. Cái này ở nhà mình nở nè. Đó. Nó phớt hồng đẹp lắm cả nhà. Đây nè. À. Ở nhà mình nữa. Rồi mình xem tham khảo luôn nha. Cái này cây mini bàn trà thôi. Cái này nó có hay một cái là cái nhựa của nó. Cái nhựa của nó ra là màu cam nha cả nhà. Đây này, cái nhựa của nó màu cam. $300k bao ship. Cả chậu luôn nha. Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn. Dạ rồi nhà vườn thân mời nhà mình ghé xem tham khảo giao lưu một cụm bằng lăng tím lá nhỏ sống khỏe nha. Cụm này có mã số là 603, tổng hoành cụm là 78, cây cao là 38, bầu ươm là 30. Cụm này liền cốt luôn nha. Lũa luôn nè. Cụm này thì nhà vườn giao lưu là 250k bao ship nha. Cây sống khỏe nha mình yên tâm. 250k bao ship. Cây đang bung lọc rất là khỏe luôn, tốt luôn nha. 250k bao ship. Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn nha. Dạ rồi nhà vườn thân mời nhà mình ghé xem tham khảo giao lưu một cụm mung sừng lũ quách âm thân luôn nha. Cụm này nó ở dưới nó lên mót đậu đây như một ngọn núi vậy cả nhà. Ở đây nó có một cái thùng lũng này, đó, lũ âm thân luôn. Rồi cây này có mã số là 604, hoành gốc đo được là 70, cây cao là 22 nha. Bầu ươm hiện tại là 30. Rồi cây này nhà vườn giao lưu nhanh, dọn vườn là 500k bao ship nha. 500k bao ship. Cái này về mình lấy cái bót sắt mình chà lũa ra rất là đẹp nha. Không cần lấy máy gì đâu, mình lấy cái bót sắt mình chà ra là đẹp. 500k bao ship nha. Thì mình xem tham khảo luôn này. Nè, lũa nè. Lũa đẹp luôn nha. 500k bao ship. Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn. Dạ rồi nhà vườn thân mời nhà mình ghé xem tham khảo giao lưu một cây linh sam rừng rin. Cây này, cái phần này là phần sống nha. Còn cái thân này là thân khô lũa. Cái này về mình tạo lũa luôn nha. Cái thân này ở bên trong lõi rất là nhiều luôn. Rừng rin nha.
Cây này mình đang làm form thiên nhiên. Rồi cây này có mã số là 605. Tổng cái hòn ở đây mình đo được là 47, cây cao lên này là 34. Cái hòn thân ở đây mình đo được là 20 nha. Hòn thân ở đây mình đo được 20. Cái chậu nuôi lọt lòng là 30. Rồi cây này nhà vườn mình giao lưu nhanh là 500k bao ship luôn nha. 500k bao ship. Mình xem tham khảo luôn. 500k bao ship nha, form thiên nhiên. Linh Sam rừng rin nha. 500k bao ship. Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn. Dạ rồi nhà vườn thân mời nhà mình ghé xem tham khảo giao lưu lô 4 cây hải châu lá nhỏ biển đảo sống khỏe nha. Lô này thì cũng mini thôi. Lô này gồm có 4 cây. Cây thứ nhất này, cái hòn ở đây thì cũng bằng nhỏ hơn ngón út chút xíu. Cao thì tầm 30 tới đây. Ở cái này thì hòn to hơn cái ngón cái nè. Cao thì cũng tầm 20 hơn. Cây này này. Cao thì cũng tầm 30. Cây này thì cụm nha. Cao có tầm 30. Đó. Rồi lô 4 cây này nhà vườn giao lưu dọn vườn là 400k bao ship nha. Đã sống khỏe rồi, mình yên tâm. Để rất là nhiều luôn nha. Đây nè. Này về mình lên chậu nữa là ok thôi. Rễ quá trời nha. 4 cây nha. Cây nào cũng duyên hết đó nha. Cái này là dọn vườn ấy. Cái này thì cũng lắp đế nè. Cái này lôi moi đế ra cũng khá là ok nha. Cái này là giá dọn vườn thôi nha. Chứ còn trừ hết chi phí thì cũng không còn bao nhiêu. 400k bao ship nha. Rồi nhà vườn xin qua lô này luôn.